để qua cái kính chào vị khách đó. Hai em ra đúng không? Không không. Anh chưa ok đó. Đây. Chưa. Đổi họ lên về thời kỳ là nó thì là chúng ta lên đường là chạy về là bắt đầu đi lên nhà chị Thái Hương rồi là đi chụp tăng lương, xong đó thì ta chạy xuống cửa lò các chàng trai như thì mong là người lượng chúng đánh cho hai đây 1 2 3 nhảm nhỉ, bán này tập trung này, tập trung đấy nhảm 1 2 3 là gì đấy, cứ cứ lên hai ông phơi nhảy được không, bò hoa vào đây không, cứ đi đi, cứ đi hết bước này đến bước khác mà nó nhẹ hẳn luôn, lên trên nó mát mẻ lắm. Yeah. Thông ơi. Đại nhất của đất nước Việt Nam. Anh đó yên máu tôi quăng vô trong rú luôn đó. Đó, đấy, đúng rồi. Thấy chưa, đẹp lắm. Chứ không phải là... Tươi giờ nhìn đây, tươi lên, tươi lên, tươi lên. Cái cho đẹp chưa đây? Trời ơi, đẹp rồi. Sáng nghiệp sau cái lọ hoa vàng đó. Đó, đúng rồi. Đây, xa chi, ta cứ ngồi đi. Thế giới nhá. Dược thế giới nhá. Thế cảm ơn con kinh níu này. Đây, đây chá, tươi đấy, tươi đấy. Chúng cười tí, nhanh chết quá tươi tí chứ. Đó, rồi, đây, đây. Đây. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 liên tục. Ơi. Đâu nhá. Rồi, đẹp. Không cùng với Tổ Tông. Rồi, đẹp. Gần được rồi đó. Tạm lại tạm hãy thôi thằng đó anh em
đồng tộc với nhau hôm nay về tôn cao một bát. Hát bảo thí, đứng sáng bảo thí. Đẹp quá. Hoa đẹp quá. Anh Kỳ ơi. Mời lên.